Một đường. Đến một mũi nửa kép, hai mũi chọn, một mũi nửa kép, 11 kép đơn. Một mũi nửa kép, chân cuối một chuột, một bính, một chuột, chân ngược lại móc đối xứng, một nửa kép, một kép đơn. Móc chân tiếp một mũi nửa kép, sau đó móc hai mũi chuột, đến một mũi nửa kép, mười một mũi kép đơn. Họ móc một mũi nửa kép, ngoài cuối móc một chuột lên một thánh, cắt một cắt. Tiếp theo chúng ta móc phần quả. Phần quả sử dụng đen nhau màu hồng nhau, ta vòng tròn ba thuật lên hai bình, móc vào 6 mũi kép đơn. Lên hai bình, thực hiện xuống một mũi chuột, sau đó chúng ta chuyển qua lên màu xanh.
đâm vào giữa các quả nhé. 2 3 4 5 6 7. Chúng ta sẽ thực hiện khâu phân lẫn nhau.